Điện Kremlin cho biết đã giành quyền kiểm soát làng Krynky khi lực lượng Nga tăng cường các cuộc tập kích. Krynky nằm ở tả ngạn sông Dnipro, đối diện với Kherson, đã bị thủy quân lục chiến Ukraine chiếm giữ vào tháng 10 năm 2023 và gần như bị tàn phá nặng nề. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành một loạt cuộc tấn công phối hợp dọc tiền tuyến ở miền đông và miền nam Ukraine sau khi giành quyền kiểm soát Avdiivka. Ngoài ra, Nga gia tăng hoạt động xung quanh Robotai khi Moscow cố gắng thăm dò tuyến phòng thủ của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng xác nhận quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát Krynky từ tay Ukraine. Trái lại, Bộ Chỉ huy miền nam của Ukraine tuyên bố, thông tin mà Nga đưa ra là sai sự thật. Lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí, trong khi Nga đã chịu tổn thất đáng kể và phải rút lui. Sông Dnipro được coi là rào cản tự nhiên giữa Nga và Ukraine ở hai bờ hữu ngạn và tả ngạn. Sau khi giành quyền kiểm soát Kherson vào cuối năm 2022, lực lượng Ukraine đã tìm cách thiết lập một đầu cầu ở bờ bên kia sông làm bàn đạp tiềm năng để tiến vào khu vực bị Nga chiếm giữ. Ông Yevhen Bulasik, chỉ huy lữ đoàn hàng không chiến thuật số 7 của quân đội Ukraine cho biết, bây giờ chúng tôi có nhiều máy bay chiến đấu hơn so với thời điểm xảy ra cuộc xung đột. Sĩ quan này nhấn mạnh rằng thực tế trên xảy ra là nhờ đội ngũ kỹ thuật đã nỗ lực khôi phục nhiều máy bay trong tình trạng niêm cất và hư hỏng. Vị chỉ huy nói thêm, tất cả các phi công, thợ kỹ thuật đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm trong điều kiện thời tiết đơn giản lẫn khó khăn. Tuy nhiên, ông Yevhen Bulasik lưu ý rằng máy bay Ukraine hiện đang gặp phải tình trạng thiếu vũ khí, đặc biệt là tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao. Điều này gây ra vô số trở ngại trong quá trình tác chiến. Ngoài ra, vị sĩ quan lưu ý rằng ngành công nghiệp hàng không Nga phát triển tốt hơn nhiều so với Ukraine và họ có thể hiện đại hóa phi đội máy bay Liên Xô hiện có của mình. Do các lệnh trừng phạt, tốc độ sản xuất máy bay mới của họ bị chậm lại, cho nên họ tập trung nhiều hơn vào việc hiện đại hóa đội bay cũ. Sĩ quan Yevhen Bulasik nhận xét. Cần nhắc lại rằng, vào giai đoạn năm 2022-2023, các đồng minh phương Tây đã bàn giao cho không quân Ukraine khoảng 20 tiêm kích và trực thăng chế tạo từ thời Liên Xô. Slovakia đã chuyển giao những máy bay chiến đấu với số lượng lớn nhất cho Ukraine lên tới 13 tiêm kích MiG-29. Quá trình này đã hoàn thành vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. Bên cạnh đó, Ukraine dự kiến sẽ nhận được tới 70 tiêm kích F-16. Chiếc đầu tiên sẽ sẵn sàng vào giữa năm 2024, nhưng mọi chuyện còn phụ thuộc vào kết quả đào tạo phi công. Chúng tôi sẽ không thể đưa nhiều loại máy bay khác nhau vào sử dụng, bảo dưỡng và đào tạo phi công. Đây sẽ là vấn đề khó khăn đối với chúng tôi. Sau đó chúng tôi cần tập trung vào mục tiêu số 1 là tiêm kích F-16. Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yuri Ginat. Cũng theo ông Inat, ngay cả với F-16, việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng của không quân Ukraine vốn có từ thời Liên Xô cũ là vấn đề không dễ dàng. Theo ông, việc chuẩn bị thực sự kỹ lưỡng để nhận các tiêm kích F-16 sẽ phải mất nhiều năm. Sẵn sàng về cơ sở hạ tầng là một khái niệm khó vì phải mất nhiều năm để chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý tưởng là dầu máy bay dưới lòng đất như khách Iran làm. Xây dựng các kho lưu trữ bằng bê tông cốt thép có khả năng chống lại những vụ tấn công từ tên lửa đạn đạo, phát ngôn viên không quân Ukraine nói thêm. Thay vào đó, Kiev sẽ phải thực hiện phòng thủ thụ động, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và kho lưu trữ trên mặt đất, lắp đặt các hệ thống phòng không để chống lại tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga. Chúng tôi đã điều chỉnh cơ sở hạ tầng để phục vụ F-16. Sự thích ứng là chìa khóa để F-16 thực hiện nhiệm vụ từ các đường băng và giữ F-16 ở lại sân bay của chúng tôi. Sau đó chúng ta không thể nói về thời gian. Vấn đề là chúng tôi cần F-16 càng sớm càng tốt, ông Ginat nhấn mạnh. Hôm 18 tháng 2, tại hội nghị an ninh Munich, Bộ trưởng Quốc phòng Livad Avedad Anosukert tuyên bố Ukraine sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào tháng 6. Song theo ông Ginat, điều duy nhất tôi có thể xác nhận là đã có một kế hoạch hành động và nó đang thực hiện. Các đối tác của chúng tôi đã sẵn sàng chuyển F-16 cho Ukraine. Chúng tôi không chỉ nói về việc chuyển giao mà còn công tác bảo trì thêm, tài trợ cho quá trình này và hiện đại hóa F-16. Hồi tuần trước, ông Inat từng có tuyên bố ám chỉ Ukraine đang trì hoãn nhận F-16 trước khi mọi thứ sẵn sàng do lo ngại ngay trước khi chuyển giao cho Kiev. F-16 sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Ông cũng cho biết thêm việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng cho tiêm kích F-16 là rất khó khăn do đây là máy bay có yêu cầu khắt khe hơn so với kho máy bay có từ thời Liên Xô cũ của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine được cho sẽ nhận hơn 60 chiếc F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy
từ năm 2024 đến năm 2025. Trên thực tế, các hệ thống phòng không của Nga được thiết kế để chống lại nhiều loại máy bay của NATO như F-16. Trong 2 năm qua, các hệ thống của Nga còn được điều chỉnh để giải quyết những mối đe dọa còn phức tạp hơn như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV mới nhất được phương Tây cung cấp cho Kiev. Hồi tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cảnh báo Nga sẽ phá hủy F-16 của Ukraine ngay khi chúng được chuyển đến. Theo ông, số lượng F-16 ban đầu mà Ukraine nhận được tương đương với 20 ngày làm việc của các lực lượng phòng không Nga. Một nguồn tin chia sẻ với Sputnik, Nga đang chỉnh khả năng tác chiến điện tử và ngăn chặn các hệ thống trên F-16. Cuối năm 2023, Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, nhưng cho đến nay mới chỉ chuyển cho Kiev các biến thể cũ tầm trung. Hiện Mỹ đang tính gửi biến thể ATACMS tầm xa hơn. Điều này sẽ cho phép Ukraine có thể tấn công vào bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ngân sách cho việc viện trợ vũ khí cho Ukraine vẫn đang bị đặt dấu hỏi do sự phản đối của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ. Tuần trước, Thượng viện đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa được Hạ viện đưa ra bỏ phiếu và cũng chưa rõ nó có được phê duyệt hay không. Trong nhiều tháng qua, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ chỉ phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu chính quyền Tổng thống Biden đồng ý với các điều khoản mà đảng này đề xuất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, Washington có số lượng hạn chế tên lửa ATACMS và khó có thể gửi chúng đến Ukraine nếu không có tiền để bù lại vào kho dự trữ của Mỹ. Không loại trừ khả năng Mỹ sẽ đề nghị đồng minh cung cấp tên lửa ATACMS biến thể tầm xa hơn cho Ukraine. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tên lửa ATACMS được trang bị đầu đạn phân mảnh hoặc đầu đạn chùm. Tùy thuộc vào biến thể mà đầu đạn chùm của tên lửa ATACMS có thể mang theo 300-950 quả đạn con có tầm bắn 24-300 km. ATACMS với đầu đạn phân mảnh có tầm bắn tương tự. Tất cả tên lửa ATACMS được trang bị hệ thống xác định mục tiêu bằng định vị toàn cầu và công nghệ dẫn đường quán tính. ATACMS có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt M270 mà Ukraine đã có. Điều này đồng nghĩa ATACMS sẽ bổ sung sức mạnh cho các phương tiện tấn công khác của Ukraine. Biến thể ATACMS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine chỉ có tầm bắn 165 km. Bộ Ngoại giao Nga ngày 21 tháng 2 đã bình luận về tuyên bố của các quan chức và chính trị gia Ukraine về khả năng khôi phục vị thế hạt nhân của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét các kế hoạch nguy hiểm của Kiev một cách hoàn toàn nghiêm túc. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ukraine có tiềm năng sản xuất vũ khí hạt nhân kể thời Liên Xô. Bà Zakharova nêu rõ, chúng tôi cho rằng cộng đồng quốc tế phải xem xét những tuyên bố nguy hiểm như vậy một cách hết sức nghiêm túc. Hơn nữa, kể từ thời Liên Xô, Ukraine vẫn có tiềm năng khoa học để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tháng 2 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đe dọa xem xét lại việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân, làm mất hiệu lực bản ghi nhớ Budapest năm 1994 quy định tình trạng phi hạt nhân của Ukraine. Tiếp đó, vào tháng 9 năm 2023, ông Zelensky, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã bày tỏ sự tiếc nuối rằng vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước, Ukraine, lúc đó là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới về số lượng đầu đạn hạt nhân, đã loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân để chuyển sang Nga. Trước đó, truyền thông Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Ukraine sắp chế tạo được vũ khí hạt nhân bom bẩn dựa trên plutonium, mặc dù nguồn tin này không đưa ra bằng chứng nào. Các hãng thông tấn TASS, RIA và Interfax dẫn lời đại diện của một cơ quan có thẩm quyền ở Nga còn cho biết Ukraine đang phát triển vũ khí hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bị phá hủy đã đóng cửa vào năm 2000. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga hoàn toàn không có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân và thậm chí còn kêu gọi phương Tây tước bỏ kho vũ khí hạt nhân của Moscow. Theo TASS, trong ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm nhà máy sản xuất máy bay Gorbunov-Kazan ở vùng Tatarstan. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã kiểm tra tình hình của 4 máy bay ném bom Tu-160M và thậm chí còn bước lên khoang lái của một trong số chúng. Truyền thông Nga cho biết, ông Putin đã ngồi trong buồng lái của một chiếc Tu-160M trong khoảng 10 phút. Sau khi biết được rằng oanh tạc cơ này chưa có tên, Tổng thống Nga đề nghị đặt tên cho máy bay này theo nhà lãnh đạo đầu tiên của vùng Tatarstan, Mintimer Saimiyev. Ông ấy là người đã làm được rất nhiều điều cho nước Nga, ông Putin nói.
Sau khi kiểm tra buồng lái, chủ nhân Điện Kremlin đã có cuộc trò chuyện với các quan chức nhà máy. Nhà máy Kobunov-Kazan là cơ sở thực hiện việc nâng cấp các máy bay ném bom Tu-160M. Tu-160M là máy bay ném bom hạng nặng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, thường được biết tới dưới biệt danh là Thiên Nga Trắng, cùng với oanh tạc cơ Tu-95MS. Tu-160M là trụ cột của ngành hàng không quân sự tầm xa của Nga. Bên cạnh đó, Tu-160M cũng là một phần trong bộ ba răn đe hạt nhân của Moscow. Giống với người tiền nhiệm Tu-160M trọng lượng rỗng là 110 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 275 tấn. Tuy vậy, Tu-160M đã được cải tiến về động cơ nhằm gia tăng tốc độ bay tối đa và tầm hoạt động. Một nâng cấp khác quan trọng trên oanh tạc cơ này là hệ thống radar và hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Những điều chỉnh này cho phép Tu-160M sử dụng được mọi loại tên lửa hành trình hiện đại do Nga phát triển. 6 nguồn tin nói với Reuters rằng Iran dường như đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất mạnh mẽ khi Moscow đang đẩy nhanh tốc độ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nguồn tin nói rằng Iran có thể đã chuyển khoảng 400 tên lửa, bao gồm nhiều tên lửa dòng Fateh 110. Các chuyên gia cho biết tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 tới 700 km. Bộ Quốc phòng Iran và lực lượng vệ binh cách mạng từ chối bình luận về thông tin. Nga cũng chưa lên tiếng liên quan tới tin tức trên. Một trong những nguồn tin của Iran cho biết các chuyến hàng dường như bắt đầu được giao vào đầu tháng 1 sau khi một thỏa thuận được hoàn tất trong các cuộc họp vào cuối năm ngoái giữa các quan chức quân sự và an ninh Iran và Nga diễn ra ở Tehran và Moscow. Một quan chức quân sự Iran giấu tên nói với Reuters rằng dường như đã có ít nhất là 4 chuyến hàng tên lửa được chuyển đi và dự kiến sẽ có thêm vũ khí được bàn giao trong thời gian tới. Một nguồn tin khác tiết lộ một số tên lửa được đưa tới Nga bằng tàu thông qua biển Caspia, trong khi một số vũ khí được vận chuyển bằng máy bay. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hồi đầu tháng 1 đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể sắp mua được vũ khí đạn đạo tầm ngắn từ Iran. Jeffrey Lewis, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey cho biết dòng tên lửa Fateh 110 là vũ khí chính xác. Chúng được sử dụng để tấn công vào mục tiêu có giá trị cao và gây sát thương chính xác, ông nói, đồng thời cảnh báo rằng 400 quả tên lửa có thể gây tổn hại đáng kể nếu được sử dụng ở Ukraine. Một người phát ngôn của không quân Ukraine nói rằng họ chưa có thông tin chính thức về việc Nga đã mua tên lửa Fateh 110. Ông cảnh báo rằng nếu thông tin trên là có thật thì dòng tên lửa đạn đạo này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố nền công nghiệp quốc phòng nước này có khả năng cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow đã tăng cường năng lực sản xuất trong nhiều tháng qua và ghi nhận lượng vũ khí tăng vọt. Họ đang có ưu thế lớn trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagoronyuk nói rằng Nga dường như muốn bổ sung kho tên lửa của mình vào thời điểm mà viện trợ phương Tây nhỏ giọt khiến Ukraine thiếu đạn dược trầm trọng. Trước đó, Ukraine nhiều lần đề nghị Iran ngừng chuyển UAV tự sát Shahed 136 cho Nga. Ukraine và phương Tây nghi ngờ Nga mua Shahed về, sơn lại thành UAV Kedan để thực hiện các cuộc tấn công. Không quân Ukraine hồi cuối năm ngoái cho biết Nga đã phóng 3.700 chiếc Shahed trong gần 2 năm chiến sự. Tuy nhiên, Iran nhiều lần bác bỏ thông tin họ cấp UAV cho Nga sử dụng trong cuộc chiến, nhấn mạnh rằng Tehran không chuyển vũ khí tới vùng chiến sự. Tờ báo Mỹ mô tả việc Ukraine rút quân khỏi thành phố Avdiivka, một trong những thành trì quan trọng của các lực lượng Kiev ở vùng miền đông Donbass, là một tổn thất nặng nề đối với nước này và có thể giáng đòn mạnh vào tinh thần vốn đã suy yếu của quân đội. Tướng Aleksandrsky, chỉ huy quân sự hàng đầu mới được bổ nhiệm của Ukraine hôm 16 tháng 2 thông báo, binh lính của ông đã rút lui khỏi thành phố chiến lược nằm cách ngoại ô Donetsk chưa đầy 10 km. Ngày hôm sau, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc tranh toàn quyền kiểm soát Avdiivka, đồng thời tuyên bố đã gây thương vong lớn cho đối phương trong quá trình này. Dù các quan chức Mỹ dường như không coi việc mất Avdiivka có ý nghĩa chiến lược đối với Ukraine, nhưng New York Times đưa tin, việc bắt giữ hàng trăm binh sĩ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm trận mạc, có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Tờ báo cho hay, quân đội Ukraine trong nhiều tháng qua đã phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực, đồng thời lưu ý nỗ lực phản công thất bại vào mùa hè đã khiến việc chiêu mộ thêm binh sĩ của Kiev trở nên khó khăn. Các binh sĩ Ukraine ẩn danh đổ lỗi việc lập kế hoạch kém là nguyên nhân dẫn đến số lượng tù binh bị Nga bắt giữ cao.
Theo báo Mỹ, các lực lượng của Kiev cũng ngạc nhiên trước tốc độ tiến quân nhanh chóng của binh lính Moscow vào tuần trước, trong khi những nỗ lực của các đơn vị tinh nhuệ Ukraine nhằm làm chậm bước tiến này tỏ ra là không hiệu quả. Theo đài RT, Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert Pistot mới đây thừa nhận Mỹ không có kế hoạch giúp bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa các xe tăng, xe bọc thép và hệ thống phòng không đã chuyển giao cho quân đội Ukraine. Ông Stott đánh giá điều này gây nguy hiểm cho khả năng chiến đấu hiệu quả của Ukraine khi sử dụng khí tài do Washington cung cấp và rất đáng lo ngại. Ông Stott tiết lộ trong hai báo cáo đã được biên tập lại và công bố hôm 21 tháng 2 rằng Mỹ đã chuyển giao 186 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 189 xe chiến đấu bộ binh Skyder, gọi tắt là IFV, 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams và một số hệ thống phòng không Patriot cho Kiev. Theo các báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, mặc dù Quốc hội Mỹ hiện không yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí gửi tới Ukraine, nhưng những khí tài này sẽ không có khả năng duy trì khả năng thực hiện nhiệm vụ nếu thiếu hoạt động đó. Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Theo hãng thông tấn TASS, đây là tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20 tháng 2. Krynky đã được lên kế hoạch trở thành điểm đột phá chính và 4 lữ đoàn thuộc thủy quân lục chiến số 30 của Ukraine đã được tập hợp ở đó. Đây là những đơn vị được trang bị tốt, huấn luyện kỹ lưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ với hy vọng tạo ra bước đột phá, tạo nền tảng cho hoạt động tiến xa hơn nữa và triển khai lực lượng của Ukraine, ông Shoigu cho hay. Cũng theo ông Shoigu, các lực lượng Nga trong khu vực đã ngăn chặn điều đó xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm, kế hoạch đưa các lực lượng Ukraine tới biển Azov đã được những chuyên gia từ Ba Lan và các nước Baltic xây dựng. Đối phương được cho sẽ tiếp cận biển Azov, cắt đứt hành lang tới Crimea. Kế hoạch này do một đội đặc nhiệm xây dựng. Đội này đã được thành lập và vẫn đang hoạt động ở các nước lân cận là Ba Lan và vùng Baltic, ông Shoigu cho hay. Bán đảo Crimea thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Trong đó, cầu Crimea dài 19 km bắc qua eo biển Kerch là đường nối trực tiếp duy nhất giữa mạng lưới giao thông của Nga với bán đảo Crimea. Cây cầu trở thành tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga ở Ukraine sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ngày 20 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng tổn thất mà Nga gánh chịu trong chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk là rất nhỏ, theo đài RT. Bộ trưởng Shoigu nói rằng trong khi rút quân khỏi thành trì Avdiivka, lực lượng Ukraine đã bỏ lại nhiều binh sĩ bị thương, khí tài và thiết bị quân sự. Theo ông Shoigu, chiến dịch giành quyền kiểm soát Avdiivka đã được Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga chuẩn bị từ mùa thu năm ngoái. Bộ chỉ huy Nga đã áp dụng chiến thuật tấn công chính xác cao nhằm vào các cứ điểm then chốt của Ukraine. Ông Shoigu cho biết rằng Nga tổng cộng pháo kích 450 đợt vào Avdiivka trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch nói trên. Tổng thống Putin chúc mừng việc quân đội Nga kiểm soát Avdiivka, nhấn mạnh đây là một thành công của Nga nhưng Moscow cần phải tiến xa hơn nữa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho binh sĩ, đặc biệt là công tác bổ sung nhân sự, trang bị vũ khí, thiết bị và đạn dược. Thành phố Avdiivka là thành trì quan trọng của Kiev kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Đây cũng là địa điểm nằm trên tuyến đầu của cuộc xung đột. Ông Shoigu lưu ý rằng thành trì Avdiivka đã được Ukraine gia cố mạnh mẽ, gồm xây dựng các hầm và đường hầm rộng lớn dưới lòng đất. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 2 tuyên bố các lực lượng Nga đã chiếm hoàn toàn thành phố Avdiivka. Bộ này cho biết khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng khi họ rút lui, bỏ lại vũ khí và trang thiết bị, thông tin từ thông tấn xã Việt Nam. Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga nói rõ, dưới hỏa lực liên tục của quân đội Nga, chỉ có một đội hình của quân Ukraine thoát được khỏi thành phố này. Theo bộ này, Ukraine đã mất 1.500 người trong 24 giờ trước khi thành phố Avdiivka bị chiếm. Những binh sĩ chạy trốn đã bỏ lại vũ khí và thiết bị. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm đang thực hiện các biện pháp để đẩy lui hoàn toàn binh sĩ Ukraine và lực lượng Nga sẽ sớm phong tỏa các đơn vị Ukraine đang ẩn náu trong một nhà máy sản xuất than cốc ở ngoại ô thành phố Avdiivka. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga kết luận sau khi chiếm được Avdiivka, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công xa hơn. Sau sự kiện trên, trong một bức điện gửi ngày 17 tháng 2 tới chỉ huy nhóm lực lượng trung tâm của Nga, Đại tá Andrei Movichev, Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi tất cả các đơn vị quân đội Nga tham gia trận chiến Avdiivka, gọi đây là một thành công lớn và một chiến thắng quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 2 thừa nhận rằng đã đưa ra lệnh rút lui. Khi pháo đài này gần như bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn, ông Zelensky nói rằng mệnh lệnh này là hoàn toàn hợp lý.
Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Zelensky nói rằng quyết định rút quân khỏi Avdiivka chưa đưa ra để cứu mạng sống binh lính. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, để tránh bị bao vây, chúng tôi quyết định rút quân về tuyến khác. Điều này không có nghĩa là chúng tôi bị đẩy lùi vài km và Nga đã chiếm được thứ gì đó. Trong khi đó, tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky thông báo quân đội Ukraine đã được lệnh rời khỏi thị trấn Avdiivka. Ông Sisky đồng thời nhấn mạnh quyết định này nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của binh lính Ukraine sau nhiều tháng cố gắng tuyệt vọng để giữ vững thị trấn tiền tuyến gần Donetsk. Tướng Sisky xác nhận về quyết định rút quân trong một tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng ngày 17 tháng 2, cho rằng việc rút quân là một phần của các biện pháp nhằm ổn định tình hình và duy trì quan điểm của chúng tôi. Ông nêu rõ, dựa trên tình hình chiến dịch xung quanh Avdiivka để tránh bị bao vây, bảo toàn tính mạng và sức khỏe của quân nhân, tôi quyết định rút các đơn vị của mình khỏi thị trấn và chuyển sang phòng thủ trên những tuyến thuận lợi hơn. Trong một tuyên bố khác trên Telegram vào ngày 16 tháng 2, chỉ huy lực lượng miền Nam Ukraine Oleksandr Tarnavsky chỉ ra rằng việc rút khỏi thành phố này về phía tây bắc thành phố Donetsk là một giải pháp đúng đắn duy nhất, đồng thời cho biết một số binh sĩ Ukraine đã bị Nga bắt giữ trong quá trình này. Chỉ huy Tarnavsky nói thêm rằng quân đội Nga vượt trội Ukraine về quân số, pháo và không quân. Theo vị chỉ huy này, trong 24 giờ, lực lượng của Moscow đã thực hiện 20 cuộc không kích và hơn 150 cuộc tấn công bằng pháo trong khu vực. Quyết định rút quân được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tân tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đến thăm tiền tuyến ở Avdiivka, cam kết gửi quân tiếp viện để ngăn các đợt tấn công. Thất bại của Ukraine tại Avdiivka đã được các quan chức ở Mỹ và các nhà báo phương Tây dự đoán trong vài tuần. Đầu tuần này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đổ lỗi việc mất thành phố này là do viện trợ phương Tây cạn kiệt. Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại điều này vào ngày 17 tháng 2, cáo buộc các nước phương Tây đã tạo ra tình trạng thiếu hụt vũ khí giả. Trong cuộc họp ngắn với các phóng viên vào ngày 16 tháng 2, một quan chức Lầu Năm Góc nói với các phóng viên rằng tình hình ở Avdiivka có thể sớm lặp lại ở nhiều địa điểm khác dọc tuyến tiền phương và rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine có thể sẽ sụp đổ nếu các nhà lập pháp Mỹ không đồng ý với gói viện trợ quân sự mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine.